Vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý anh quý chị cũng như quý cô bác đang xem kênh của em Trường Bình Dương nha. Trong mới nhất buổi chiều hôm nay, em Trường vừa cập bến một mẫu xe Innova đời 2016 màu ghi vàng. Thì lúc thì khoảng một tuần nay thì bên em Trường đã bán hết, không còn mẫu Innova G2016 nào. Thì hôm nay em lại vừa về một mẫu xe Innova G Innova E đời 2016 màu ghi vàng. Những anh chị em nào hôm trước dặn em thì vui lòng alo lại giùm em nha. Đấy, Innova E phiên bản E đời 2016. Đối với mẫu xe màu này thì em nói nhanh luôn, không bàn về chất lượng, chỉ bàn về giá cả thôi. Đấy, Innova E đời 2016 màu ghi vàng, biển kiểm soát là 61A97845. Em xin cam kết, thứ nhất là không đâm đụng, cái thứ hai keo sùng chỉ còn zin 100%, cái thứ ba là máy móc zin 100%, cái thứ tư là nắp dàn cò chưa đụng con ốc nào, và trong khuôn máy của xe một con ốc cũng chưa đụng luôn nha cả nhà. Rồi, nói về cho nó nhanh. Đối với mẫu xe Innova 2016 phiên bản E biển kiểm soát này, bên em Trường cam kết là zin 100%, zin đét từ đầu tới đuôi luôn. Với mẫu xe này thì không bàn về chất lượng, chỉ bàn về giá cả thôi, bởi vì nó zin như cái như một cái xe thùng, thiếu cái thùng nó gọi là xe thùng luôn nha cả nhà. Đó, Innova E đời 2016 màu ghi vàng. Hiện tại là trời nó đang mưa, nó hơi tối tí nha cả nhà. Đó, màu ghi vàng cực kỳ đẹp. Quanh xe thì hầu như cũng có một vài điểm xước lâm dâm thôi. Đấy, Innova đời 2016 nha. Cũng khá là nhiều anh chị em đang dặn em, nhưng mà hôm nay thì em về được mẫu này. Đó, biển kiểm soát là 61A97845. Đó, bác nào ở Nha Trang hôm trước dặn em, nếu thấy video này vui lòng gọi lại giùm em nha. Đó, đây, bộ đèn pha nè, nhìn rất là sáng nha cả nhà. Đó là sáng sủa zin hết theo xe, bố trợ là không cụm đèn gầm, nhìn rất là sáng nè. Đó, thấy chưa, màu ghi vàng rất là sáng sủa và sạch sẽ. Đó, đúng xe zin từ đời 2015 đến 2016 là gương xe nó phải như vậy nha cả nhà. Đó, đúng đời 2015 đến 2016 nó có một tép xi nhan nhỏ vậy thôi, nhưng mà phải zin theo xe. Tất cả hệ thống gương theo xe là gương Toyota hết. Đó, là gương zin Toyota và đăng kiểm khá là dài, đến tháng 5 2023 luôn. Đấy, đến tháng 5 2023 luôn nha. Đó, xe zin đẹp hết. Lớp là dàn lớp, em thấy cái dàn lớp xe này là trên 90%, và điều đặc biệt là lớp này rất là mới luôn. Nó 90 thì hơi chứ nó 95% vẫn được. Và chủ nhân này khá là chịu chơi khi đầu tư dàn lớp toàn là lớp xịn Michelin. Thì quý hàng của khách hàng cũng đã biết rồi, lớp Michelin là lớp xịn nhất thị trường hiện nay, gọi là vua các loại lớp. Và xe bản đổ là được trang bị vành mâm R15 205 65 R15, mâm phay xước hết nè, thấy chưa, zin hết nha. Và đặc biệt xe là khung sườn đồ chưa giảm tốt gì nha cả nhà. Đó, không rỉ sét đây nè, hốc cua lớp đồ zin hết nè, thấy chưa, chưa rỉ sét, không giảm gì hết nha. Xe cực kỳ đẹp. Và gầm bệ là miễn bàn nè. Đó, gầm bệ của xe là miễn bàn, không một tí một mọt nha. Đó, hiện tại trời đang mưa, bắt đầu nhỏ hạt thì em Trường sẽ quay nhanh nha cả nhà. Tay cửa mẹ gà rôm, gương zin Toyota. Rồi, đó, xe cam kết 100% keo sùng chỉ không đứt nối. Đây, tắt ly cửa nè, nhìn khá là mới nè. Đấy, màn hình Android, xe trang bị hai túi khí, thấy chưa, màn hình Android nè. Đấy, kem lùi, vô lăng, củ số zin theo xe, khách hàng nó củ solo là em Trường biếu ngay 20 triệu nha. Đây nè, cảm biến lùi, xoay gương, xoay kiến nè. Đây nè, thấy chưa, vô lăng miễn bàn, chuẩn xe gia đình. Đấy, nội thất màu kem, ốc nè chưa thiếu một con luôn, trời đang mưa rồi nha cả nhà. Đây nè, phía sau nè, đẹp không, cái hàng xem nè. Đó, chưa có ra gầm bệ, chưa tỉa tốt thì luôn nè, thấy chưa, đẹp tuyệt vời chưa. Đây là gầm bệ của xe nè. Đó, thấy chưa, mầm đúc nè. Đấy, không một mọt nha cả nhà, thấy không. Đấy, bạn zin theo xe mà. Rồi, mưa rồi, ngày mai em sẽ quay chi tiết nha cả nhà. Đó, em Trường nè, thấy chưa, vô lăng cực kỳ đẹp, không mòn không gì hết nha. Đó, thì em xin mời cả nhà cùng nổ máy lên nè, thấy chưa, xe rất là đẹp luôn. Đó, đây đằng sau này, thấy chưa, cả nhà thấy không. Đó, trước nè, mưa hết. Về mẫu Toyota Innova này có trang bị màn hình Android nha cả nhà. Thôi, cùng em Trường đi xe về nha. Thì ngày mai em sẽ quay clip chi tiết sau. Đấy, mẫu xe này thì em để cho cả nhà giá rất là êm thôi.
380 triệu thôi, 380 triệu nha cả nhà. Bao ký ủy quyền. Đó, quý cô bác nhớ đăng ký kênh và like. À, rồi ngày mai em sẽ quay clip chi tiết máy móc zin hết nha, chưa động chạm gì hết luôn. Đó, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em Trường nha cả nhà. Rồi, thì ngày mai em Trường sẽ quay clip chi tiết gửi đến cho cả nhà mình luôn. Đấy. À, đang trời đang mưa, em không quay tiếp được. Hẹn gặp lại quý cô bác chị vào clip sau nha.